chiều chung đôi miên. Oh, mênh mông biển khơi câu hò thương nhớ. Biển dập dìu, biển tâm tình, biển nói nên lời trong cả ta chung như đôi. Ôi phong ba lướt xô mai treo ta xa bờ, phong ba sóng cuộn lòng ta luôn vững bền. Kề vai bên nhau nắng biển cùng mưa nguồn, kề vai bên nhau em kề bên. Biển rộng ngời, biển chung tình, biển nói nên dù bao ngày thương nhớ. Vâng, xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Huyền đã vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Và bây giờ sẽ là thí sinh cuối cùng sẽ dự thi trong chương trình Trung khảo giọng hát xứ nghệ, dòng nhạc dân gian. Đó là một cô gái đến từ tập đoàn Mường Thanh. Không chỉ là một nhân viên giỏi mà đó còn là một ca sĩ được bạn bè và đồng nghiệp quý mến. Xin mời Phương Thảo với số báo danh 88. Bạn sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Son, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Nghĩa. Một tràng pháo tay thật lớn cho thí sinh cuối cùng trong đêm hôm nay. Em cơn nước em đau tràn, non mi thời
Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là 19 thí sinh dòng nhạc dân gian đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và trước khi chờ đợi kết quả được công bố thì chúng tôi mời lại sân khấu, trở lại sân khấu thí sinh đạt cao điểm nhất trong đêm thi dòng nhạc thính phòng tối ngày hôm qua, bạn Lê Thị Minh Thúy với một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên mang tựa đề Ở rừng nhớ anh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trong em vang lên tiếng hát, tiếng hát
là đèo cao bao cơi chiêu, cô là cạn cô thác đầu nguồn, em vẫn hát gọi tên ơi, chương trình chúng ta cùng gặp lại một trong bốn gương mặt đã lọt vào vòng chung kết trong đêm của dòng nhạc thính phòng cổ điển ngày hôm qua. Bạn Nguyễn Sĩ Nhật sẽ gửi đến chúng ta một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Khánh, ca khúc Nắng Ấm Về Trên Tổ Quốc. Mời quý vị cùng thưởng thức. Âm đẹp bốn mùa, màu lá xanh tươi, ngàn hoa hé môi mỉm cười. Nước non ta tuổi xuân đã nở khắp trời. Đồng lúa xanh tươi chào đón nắng xuân về rồi. Ơi nắng mới thay áo tổ quốc từng ngày, tung cánh rộng chim đại bàng đang xóa màu tàng chiến tranh. Ngàn chiều người tha thiết yêu đời mới, tha thiết yêu tổ quốc, nguyện đem tròn dòng máu trời, sưởi ấm quê hương, lời hát mến yêu cuộc đời. Tiếng ai ru đón em bé vừa ra đời, bầu sữa trên môi mẹ ôm bé yêu chiều mến, đứng bên nôi nhìn em bé đẹp hé cười, tưởng tới tương lai của đất nước bao đẹp giàu. Đất nước mới phơi những mỏ than ngoài trời, ông khói mọc cao vời vợi, thác nước mừng điện sáng soi. Tôi ca lên tiếng hát yêu đời mới, tặng cho bao người thân mến, cùng tôi xây dựng tổ quốc mến yêu. Núi sông ơi đắm say ánh mặt trời, sưởi ấm quê hương, lời hát ngời sắc muôn đời.
lại với cuộc thi giọng ca xứ Nghệ 2017. Quý vị và các bạn thân mến, ngay lúc này đây, ngay tại trường quay và trên các kênh YouTube và livestream trên Facebook Truyền hình Nghệ An, chúng ta đã có thể theo dõi trực tiếp phần công bố 4 thí sinh xuất sắc nhất của vòng thi trung khảo giọng ca xứ Nghệ 2017, dòng nhạc dân gian. Và các bạn thí sinh thân mến, trước khi mà chúng ta biết kết quả thì tôi muốn các bạn hãy cùng bước lên sân khấu. Xin mời các bạn ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên sân khấu của chúng ta lúc này là 19 gương mặt tham gia dòng nhạc dân gian giọng ca xứ Nghệ 2017. Và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và trước khi đến với kết quả được công bố trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn các bạn hãy cùng nắm tay nhau để thể hiện tình đoàn kết cũng như là niềm vui khi được tham gia với giọng ca xứ Nghệ 2017 ạ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, tất nhiên rồi, sau đêm nay sẽ chỉ có 4 bạn được đi tiếp vào vòng thi chung kết, 15 bạn khác sẽ phải dừng. Thế nhưng chúng tôi mong muốn rằng các bạn vẫn giữ mãi tình yêu với âm nhạc và tiếp tục tham gia với chúng tôi trong các chương trình sau của NTV. Và để ghi nhận những tình cảm đó, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Trần Minh Ngọc, trưởng ban tổ chức, phó giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin trân trọng kính mời bà Mai Nam Phương, Phó trưởng ban tổ chức, Giám đốc Marketing Tập đoàn Mường Thanh sẽ lên trao giấy chứng nhận cho các thí sinh. Xin trân trọng kính mời nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, trưởng ban giám khảo lên trao giấy chứng nhận cho các thí sinh. Xin trân trọng cảm ơn ông Trần Minh Ngọc, bà Mai Nam Phương và nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này kết quả cuối cùng dòng vòng chung khảo dòng nhạc dân gian đã có trong tay Duy Anh và Lê Mai. 4 thí sinh xuất sắc sẽ đại diện bước tiếp vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 20 tháng 5 tới đây tại khu sinh thái Mường Thanh, Diễn Lâm, Diễn Châu. Vâng, và Lê Mai nghĩ rằng đêm thi này là một đêm thật khó khăn với 5 vị giám khảo của chúng ta đây ạ. Vâng, và không để quý vị và các bạn chờ lâu nữa, chúng tôi xin phép mời lên phía trước bạn Đậu Thanh Tài, số báo danh 66 với điểm số 9,55. Vâng, và trên tay của Lê Mai lúc này là tên của thí sinh thứ 2, nằm trong 4 thí sinh xuất sắc nhất của dòng nhạc dân gian giọng ca xứ Nghệ 2017. Xin mời bạn Trần Thị Dung, số điểm 9,35, số báo danh 75 ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh thứ 3. Thí sinh thứ 3 mang số báo danh 20, Phan Thị Quỳnh Anh, với số điểm 9,3. Chúc mừng bạn. Và sau đây là cái tên cuối cùng, một bạn thí sinh thứ 4 nằm trong 4 bạn thí sinh xuất sắc nhất ạ. Xin được nói lời chúc mừng thí sinh số báo danh 06 Lê Ngọc Thúy với điểm số là 9,25. Chúc mừng bạn, bạn chính là thí sinh cuối cùng đại diện cho dòng nhạc dân gian bước tiếp vào vòng chung kết. Vâng, xin được chúc mừng 4 gương mặt xuất sắc nhất trong đêm thi hôm nay.
Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Vâng, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Như Khôi, tỉnh ủy viên, giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và ông Nguyễn Như Ý, trưởng ban tổ chức, phó tổng giám đốc tập đoàn Mường Thanh sẽ lên trao thưởng cho các bạn. Vâng, kính thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta lúc này là bốn gương mặt xuất sắc nhất ở dòng thi dòng nhạc dân gian, dòng ca xứ Nghệ 2017 ạ. Và xin được nói lời chúc mừng các thí sinh